Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Trong lô xe mới về mới nhất bên em có một chiếc xe rất là độc đáo. Nó là sự kết hợp của dòng touring và dòng đua. Sau đây em sẽ đi vào đánh giá ngay tổng thể chi tiết chiếc xe này. Bây giờ em sẽ lướt qua hình thức chiếc xe. Gian Escape City. Thường thì những chiếc gian Escape City này sẽ có tay thẳng các bác nhé. Nhưng mà người dùng trước đã nâng cấp lên tay đua rất là độc đáo đây. Một chiếc xe sử dụng cấu hình của cả đua lẫn touring đường phố. Về hình thức xe em đánh giá là trên 80%. Lớp sơn còn rất là mới. Đây các bác có thể nhìn thấy đang quay cận cảnh. Những vết xước nhưng mà không đáng kể đâu. Vết xước rất là nhỏ thôi. Đây là càng. Chiếc Escape City đua này có size S phù hợp với các bác từ 1m6 đến 1m7. Size S các bác nhé. Như mọi chiếc xe gian khác thì chiếc xe cũng sử dụng khung alloy X, một công nghệ nhôm siêu nhẹ, siêu bền cho xe. Độc quyền của gian rồi. Xe sử dụng bộ vành nguyên bản của gian. Em quay thông số lốp các bác xem. Đây. Dù đã lên tay đua nhưng mà xe vẫn sử dụng cấu hình touring, vẫn có phanh đĩa cơ rất là độc đáo cho xe, rất phù hợp các bác mà yêu thích cả hai dòng. Xe sử dụng bộ đùi đĩa 2 tầng, giá đĩa Clarit Euro của Nhật. Đây là bộ lip Shimano nguyên bản theo xe đây. Phủ đề Shimano Clarit. Như em đã nói thì chiếc xe được nâng cấp lên tay đua. Bộ tay lắp Shimano Clarit đồng bộ theo xe luôn. Ghi đông cổ phốt gian chính hãng. Đây là tay lắp bên đĩa 2 tầng. Đấy, các bác có thể thấy chiếc xe rất là độc đáo. Logo của gian. Mayer nguyên bản của gian này. Đây là bộ phanh trước của gian. Tất cả đều đồng bộ và nguyên bản. Đây là đèn sau. Nhưng mà hình như hết pin các bác ạ. Có thể về thay pin và dùng như bình thường. Thì
Thanh Thức Yên thì còn rất là mới các bác nhá. Yên này trên 90%. Vâng, em sẽ đi vào đánh giá cấu hình xe, xe sử dụng với cấu hình 8 lít, 2 đĩa cho xe 16 tốc độ. Phanh đĩa, phanh đĩa cơ của gian này. Rồi em sẽ đi vào đánh giá chuyển động của xe. Đây, lên lip. Rất là mượt mà. Mình sử dụng bộ chuyển động của Shimano của Nhật nên là xe chuyển động rất là mượt mà. Hầu như không có một lỗi nhỏ nào các bạn. Giờ xuống lip này. Chốt. Giờ sang đĩa. Gạt đĩa Gradit này. Xuống đĩa, lên đĩa, ok, vâng, và vừa em vừa đánh giá xong chuyển động của xe rất là mượt. Đây, mã QR của hãng gian đây. Lớp sơn khá đẹp. Vâng, và nếu các bác quan tâm chiếc xe gian Escape City tay đua cực kỳ độc đáo mới về bên em này, hãy nhắn tin Zalo 0975709943 để được xem những hình chi tiết nhất về chiếc xe này. Hiện tại chiếc xe gian Escape tay đua đang được bán ở cửa hàng Kiên Xe Đạp với mức giá là 7,3 triệu, bao ship Hàn Quốc và bảo hành 1 năm. Các bác hãy tìm Kiên Xe Đạp trên YouTube và nhấn theo dõi kênh. Các bác hãy vào kênh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chuông để xem những thông báo mới nhất về những chiếc xe mới về bên em. Xin chào và cảm ơn các bác đã theo dõi video.